Một lần nữa chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin FBNC 24/7. Thưa quý vị, trong chuyên mục nhận định thị trường tuần này thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi ngắn với một chuyên gia đã nhiều năm phát triển mảng bất động sản công nghiệp tại Việt Nam. Ông sẽ đưa ra một số phân tích và góc nhìn quanh những cơ hội cũng như những hạn chế của mảng bất động sản Việt Nam thời điểm này. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa ông đánh giá như thế nào về cái xu hướng phát triển của mảng bất động sản công nghiệp của Việt Nam trong năm 2016 tới đây, đặc biệt là đang có nhiều cái dự báo tích cực về các cơ hội hội nhập của Việt Nam? Với 2016, sau khi Việt Nam hội nhập rất là nhiều và sâu rộng với các tổ chức quốc tế giống như là các hiệp định TPP, FTA và AEC, thì đây là một cơ hội lớn cho các nhà đầu tư công nghiệp. Nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là cái môi trường đầu tư của Việt Nam đang được thay đổi. Cái lý do thứ hai là các nhà máy hiện tại đang hoạt động tại các nước ngoài, ví dụ như bên cạnh là Trung Quốc, thì họ đang dần di chuyển sang Việt Nam về cái lợi thế về môi trường đầu tư. Thứ hai là các chính sách hỗ trợ cho nhà đầu tư, đặc biệt là khu công nghiệp. Và cái thứ ba là quan trọng nhất là hiện nay tập đoàn Samsung là một tập đoàn rất là lớn và họ đang là đầu tư chiến lược tại Việt Nam. Và đối với một doanh nghiệp như Samsung thì theo cái nghiên cứu của tôi trong cái thời gian vừa qua thì Samsung khi mà họ vào Việt Nam thì có sẽ rất nhiều các cái công ty gọi là công nghiệp phụ trợ sẽ đi theo họ để phục vụ cho họ. Chính vì điều đó mà chính vì cơ hội đầu tư và cái môi trường đầu tư của Việt Nam giúp cho Samsung đầu tư, và chính lẽ đó thì các cái tập đoàn mà công nghiệp phụ trợ của Samsung họ cũng sẽ di chuyển từ cái khu vực khác sang Việt Nam, và đó chính là cái lý do quan trọng nhất mà cái môi trường đầu tư và cái là cái môi trường đầu tư cho khu công nghiệp trong 2016 và những năm tiếp theo sẽ rất là phát triển đối với Việt Nam. Thưa ông, một cái thách thức đặt ra đó là đi cùng với sự phát triển thì luôn luôn có sự quy đánh đổi nhất định về môi trường. Phát triển khu công nghiệp cũng vậy, thì ông có nghĩ là cái thách thức đối với Việt Nam đó là chúng ta đang cần tìm những cái phát triển những cái mô hình khu công nghiệp hiện đại và chứ không phải là phát triển những khu công nghiệp truyền thống như là giai đoạn trước của thời kỳ hội nhập trước? Theo cái chính sách hỗ trợ cũng như là chính sách mở rộng của cái đầu tư của chính phủ và những cái quy hoạch về khu công nghiệp, thì trong thời gian vừa qua thì bản thân chính phủ cũng đã có những cái chương trình quy hoạch khu công nghiệp theo cái dạng là khu công nghiệp công nghệ cao hoặc là khu công nghiệp theo ngành nghề, và sắp tới có thể là trở thành những đặc khu kinh tế. Thì chính nơi đó là họ đã quy hoạch theo những cái yêu cầu cụ thể và theo cái tăng trưởng cũng như là phát triển của Việt Nam trong những năm tới. Còn trước đây thì bởi vì chúng ta đang bắt đầu phát triển, chúng ta phải theo những cái mô hình khu công nghiệp mà nó chưa có gọi là phân loại, cũng giống như là chưa phải là đặc thù. Còn bây giờ thì sẽ có những khu công nghiệp đặc thù, mà cái đó thì bản thân chính phủ Việt Nam đã có những cái chương trình đó rồi. Và tôi cho rằng là chắc chắn là khu công nghiệp của Việt Nam sẽ phát triển theo cái hướng là từng cái khu vực, từng ngành nghề và thậm chí từng cái đặc khu riêng. Thưa ông, thì tại một số lãnh thổ và quốc gia, ví dụ như là Đài Loan, họ đã có những phát triển thành công những cái mô hình khu công nghiệp khép kín, tức là tại cái khu công nghiệp của họ, họ có những cái mô hình nguồn thải của doanh nghiệp này lại là nguồn nguyên liệu của doanh nghiệp khác. Ông có nghĩ ở Việt Nam, chính phủ cũng như là các nhà đầu tư nên tham gia vào cái mảng này thay vì tất cả đều trông đợi vào chính phủ hoặc là chỉ trông đợi một phía từ phía nhà đầu tư? Thật ra thì cái điều đó tôi cũng đồng ý là các cái doanh nghiệp đầu tư khu công nghiệp cũng nên học hỏi những cái mô hình khu công nghiệp, thậm chí không phải là ở Đài Loan mà ở những khu công nghiệp khác, ví dụ như ở châu Âu hoặc là châu Mỹ, họ cũng sẽ có những cái mô hình khu công nghiệp rất là hay. Tuy nhiên là về cái chính sách phát triển khu công nghiệp thì bản thân Việt Nam vẫn phải phụ thuộc vào cái chủ trương chung của chính phủ và nhà nước. Do vậy là có thể có một số cái nhà khu đầu tư khu công nghiệp họ sẽ đi trước đón đầu, giống như họ sẽ mang về một cái mô hình khu công nghiệp mới. Tuy nhiên họ vẫn phải được xem xét cũng như chấp nhận của chủ trương của chính phủ thì họ mới thành công được. Cảm ơn ông. Theo số liệu của Bộ Xây dựng, trong vòng một tháng từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3 thì tổng giá trị tồn kho bất động sản đã về mức hơn 44.800 tỷ đồng, tức giảm tương đương khoảng 3.050 tỷ đồng trong vòng một tháng.
Theo Bộ Xây dựng thì tồn kho căn hộ chung cư đến thời điểm 20 tháng 3 còn khoảng hơn 6.600 căn hộ, tức tương đương hơn 9.400 tỷ đồng. Trên phân khúc nhà thấp tầng, tồn kho tăng hơn 6.500 căn, tương đương hơn 12.000 tỷ đồng. Đất nền nhà ở có tổng giá trị tồn kho cao nhất gần 19.000 tỷ đồng. Cũng theo Bộ Xây dựng, dư nợ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản tính đến hết tháng 1 năm 2016, con số này đang ở khoảng hơn 394.000 tỷ đồng. Nếu so với thời điểm cuối năm 2014, dư nợ tín dụng trong bất động sản đã tăng hơn 26%. Theo dự báo của hãng nghiên cứu và tư vấn bất động sản JLL thì mảng căn hộ cho thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chịu cạnh tranh khá gay gắt trong vòng 24 tháng tới, do thị trường sẽ có thêm một lượng lớn căn hộ cho thuê mới gia nhập thị trường. Theo dự báo của hãng nghiên cứu và tư vấn bất động sản JLL, mảng căn hộ cho thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chịu sự cạnh tranh khá gay gắt trong vòng 24 tháng tới, do thị trường sẽ có thêm một lượng lớn căn hộ cho thuê mới gia nhập thị trường. Sự cạnh tranh này còn đến từ một lượng lớn căn hộ mà các khách mua căn hộ để cho thuê trong thời gian qua. Đa số các căn hộ này cũng sẽ được bàn giao vào thời điểm cuối năm 2016 và 2017. Trong quý 1 năm 2016, giá cho thuê căn hộ tiếp tục xu hướng giảm. Dù vậy, tốc độ cho thuê đã chậm lại. Hiện giá cho thuê trung bình toàn thị trường 21,7 đô la một mét vuông, giảm 0,04% so với quý trước. JLL dự báo trong vòng 2 năm tới sẽ có thêm 800 căn hộ dịch vụ được tung ra thị trường từ 5 dự án, chủ yếu quận 1 và quận 3. Hãng này cũng dự báo tỷ lệ trống sẽ tăng đáng kể khi các căn hộ mới gia nhập thị trường và xu hướng giảm giá sẽ vẫn còn tiếp tục trong các quý tới. Và trong phần tiếp theo của bản tin 24/7 sẽ là các thông tin thế giới quan trọng trong tuần vừa qua. Các nước xuất khẩu dầu mỏ không đạt được thỏa thuận đóng băng sản lượng dầu. Chủ tịch Raúl Castro tái đắc cử bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.